Đã rất lâu rồi, nhân loại không phải đối mặt với quá nhiều thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, hỏa hoạn như lúc này. Và tất cả những điều này dường như đều đã được dự báo trong sách Khải Huyền từ hơn 2.000 năm trước. Những dòng sông lớn trên thế giới lần lượt chuyển sang màu đỏ như máu. Những đàn châu chấu xuất hiện dập trời. Phải chăng dấu hiệu của cuộc đại đào thải thật sự đang đến? Nền văn minh nhân loại thật sự sắp phải chấm dứt. Đồng hồ tận thế đang đếm ngược từng ngày. Làm thế nào để chúng ta vượt qua đại nạn này? Hãy cùng tôi tìm hiểu cuốn sách Khải Huyền để có câu trả lời. Khải Huyền không chỉ là tiên tri về tận thế, về những kiếp nạn chúng ta đang đối mặt, mà còn khải thị cho nhân loại một con đường. Nếu có thể đọc hiểu Khải Huyền, thấu tỏ huyền cơ, thì khi đại nạn ập đến, mỗi chúng ta sẽ có một con đường để vượt qua. Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Tận Ước, được viết theo thể văn Khải Huyền. Từ Khải Huyền bắt nguồn từ từ ghép Hy Lạp là Apocalypsis. Trong đó, Apo nghĩa là lấy đi, cất đi. Calypsis nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong. Bắt đầu từ chương 8 trở đi, cuốn sách mô tả về đại kiếp nạn hay là cơn thịnh nộ của vị thần đổ lên khắp địa cầu. 7 vị thiên sứ sẽ mang đến cho con người những đại kiếp nạn. Lần lượt từng kiếp nạn sẽ đổ lên rừng, biển, bầu trời, các ngôi sao và cuối cùng là con người. Khi nhân loại bước vào thời suy bại, nghiệp tội lớn vô biên thì cũng là lúc kiếp nạn cũng bắt đầu. Lần lượt 7 vị thiên sứ thổi kèn báo hiệu các loạt tai họa khác nhau trên thế giới. Và dường như những dự báo này đang dần ứng nghiệm. Khải Huyền 807 mô tả: vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. 1/3 trái đất bị thiêu đốt, 1/3 cây cối bị thiêu trụi và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Theo như Khải Huyền đã mô tả thì một trận hỏa hoạn khủng khiếp sẽ đến, gây ra sự hủy diệt cho 1/3 hệ thực vật trên toàn trái đất. Đầu năm 2020, vụ cháy rừng ở châu Úc đã lớn đến mức mất kiểm soát. Nếu nhìn từ ảnh chụp không gian thì chúng ta sẽ thấy châu Úc như một vết thương hở đang dỉ máu. Gần đây nhất là thảm họa cháy rừng ở Hawaii. Đây được coi là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất nước Mỹ trong 100 năm qua. Số người chết trong thảm họa cháy rừng ở Hawaii đã lên đến 93 người, trở thành thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong 100 năm qua ở Mỹ. Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, viết tắt là FEMA, ước tính cần đến 6 tỷ USD để xây dựng lại thành phố du lịch Lahaina. Hơn 2.200 công trình đã bị hủy hoại hoàn toàn và hơn 850 hectare đất đã bị lửa thiêu trụi. Trước đó, vào năm 2019, nhân loại cũng phải đối mặt với nhiều vụ cháy lớn khắp châu Mỹ như cháy rừng ở Amazon và cháy rừng tại nhiều bang nước Mỹ. Điều này khiến con người không khỏi rùng mình. Phải chăng giai đoạn này chính là đang ứng nghiệm về lời tiên tri đại nạn đầu tiên, hỏa thiêu đối với cây cỏ, côn trùng, chim chóc và thú vật trên mặt đất? Khải Huyền 88 mô tả: thiên sứ thứ hai kêu lên như một ngọn núi lớn đang cháy, lửa của nó được ném xuống biển và phần thứ ba của biển biến thành màu máu. Khải Huyền 16 mô tả: thiên sứ thứ hai đổ chiếc bát của mình xuống biển, nước biển biến thành màu đỏ như máu, tất cả sinh vật trong biển đều bị tiêu diệt. Thiên sứ thứ ba đổ chiếc bát của mình lên các con sông và những mạch nước, chúng liền trở thành máu. Những năm gần đây, nhiều dòng sông ở các nơi trên khắp thế giới lần lượt chuyển thành màu đỏ một cách kỳ lạ. Tháng 7 năm 2014, nước ở một con sông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bất ngờ chuyển sang màu đỏ như máu mà không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, người dân sống gần đó còn ngửi thấy mùi kỳ lạ thoang thoảng trong không khí. Ngày 3 tháng 3 năm 2016, vệ tinh của trái đất chụp được một bức ảnh cho thấy rằng dòng sông Nin của Ai Cập đỏ rực như máu, khiến dư luận xôn xao lo sợ. Cũng trong năm đó, con sông Dalaika của Nga cũng đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, khiến người dân hoang mang. Ngoài ra, tương tự như các trường hợp trên, một số con sông và biển trên thế giới cũng biến thành màu đỏ một cách bất thường, như sông Potako của Ấn Độ, sông Etobicoke Creek ở Canada, sông Huatulco và Hondo ở Mexico,
sông Loma Plata ở Paraguay. Để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều nguyên nhân liên quan đến từng trường hợp như máu từ lò mổ, do sơn đỏ, do tảo, do muối, do ô nhiễm, do chất thải, thuốc nhuộm, sắt bị oxy hóa, và có những nơi đến nay vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân. Tuy nhiên, đối với một số giải thích của các nhà chức trách khoa học ra, người ta vẫn cảm thấy không thuyết phục. Ví như tờ báo Albayan viết trên Twitter như sau: hiện tượng xuất hiện là do ai đó đã đổ vật liệu sơn bị hư hỏng xuống thung lũng, khiến nước sông biến thành màu đỏ. Vậy phải bao nhiêu tấn sơn để nhuộm đỏ cả con sông? Vì nước trong sông luôn luôn chảy không ngừng. Nếu ai đó lỡ đổ sơn đỏ xuống sông, thì chỉ một thời gian ngắn liền bị dòng nước cuốn đi về cuối nguồn, chứ không thể đỏ từ đầu đến cuối như vậy. Đây là dấu hiệu cho thấy những tiên tri của sách Khải Huyền đang đến gần. Tiếp đến, Khải Huyền 903 mô tả: từ trong luồng khói đó, châu chấu bay ra khắp đất, và chúng được ban cho quyền phá hoại như quyền của những con bọ cạp trên đất. Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019, và thật trùng hợp, cũng trong khoảng thời gian ấy, bão châu chấu quét qua châu Phi. Ngay sau đó, đàn châu chấu hàng trăm tỷ con đã băng qua Biển Đỏ mà tiến vào châu Á, nhằm thẳng hướng Trung Quốc mà lao tới. Vậy tại sao châu chấu bay ra thì ôn dịch lại hoành hành? Hãy xem tiếp đoạn mô tả sau đây. 907. Hình dạng những châu chấu ấy giống như những ngựa chiến được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. Trên đầu chúng có vật gì giống như cái mão bằng vàng, và mặt chúng giống như mặt người. 908. Chúng có tóc như phụ nữ và răng chúng như sư tử. 909. Chúng có giáp che ngực cứng như giáp sắt, và âm thanh của cánh chúng như tiếng của nhiều xe chiến mã đang xông vào trận mạc. Miêu tả trên cho chúng ta cảm giác loại châu chấu ấy giống như đoàn quân hiếu chiến đang xông vào trận mạc, và mục đích của chúng chính là hủy diệt con người. Ở đây có một chi tiết đáng chú ý: trên đầu chúng có vật gì giống như cái mão bằng vàng. Bản dịch tiếng Việt dùng từ cái mão, bản tiếng Trung là quan miện, nghĩa là vương miện. Bản tiếng Anh là crown, và bản tiếng Latin là corone. Phải chăng châu chấu ấy là lời ám chỉ loại virus đã và đang từng ngày, từng giờ hủy hoại nhân loại chúng ta? Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng đi sâu vào một chương đặc biệt nhắc đến ngày tận thế, khi mà bốn kỵ sĩ Khải Huyền sẽ bước đi trên trái đất để phá hủy mọi sự sống ở đây. Con người sẽ bước vào một thời kỳ mà phần lớn dân số sẽ bị xóa sổ do sự kết hợp của chiến tranh, bệnh tật và nạn đói. Theo truyền thuyết, ngày tận thế sẽ kéo đến nếu 7 phù đồ phong ấn được mở ra. 4 phong ấn đầu tiên là 4 kỵ sĩ Khải Huyền. Phù đồ thứ 5 giải thoát tiếng khóc than cho con người trước khi cơn thịnh nộ của Chúa. Phù đồ thứ 6 mang đến một loạt thiên tai mang tính hủy diệt, trong khi phù đồ thứ 7 là 7 tiếng kèn của thiên thần mà chúng ta đã phân tích ở trên. Người ta thường quen gọi họ là tứ kỵ sĩ thiên khải. Kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng sẽ xuất hiện đầu tiên, mang theo cây cung bên mình và thường được xem là biểu tượng của dịch bệnh. Sau đó, kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ sẽ xuất hiện, đây là đại biểu cho chiến tranh. Thứ ba là kỵ sĩ cưỡi ngựa đen, tượng trưng cho nạn đói. Kỵ sĩ thứ tư xuất hiện cưỡi ngựa xám, là biểu hiện của sự chết chóc. Việc khi nào bốn kỵ sĩ xuất hiện là một đề tài luôn được dự đoán nhiều nhất. Hollywood đã mượn đề tài này để đưa vào rất nhiều bộ phim. Còn ngày nay, rất ít người coi tiên tri về bốn kỵ sĩ thiên khải là có thật. Cho tới năm 2020, mọi người mới giật mình nhận ra đội tiên phong của bốn kỵ sĩ rất có thể đã đến. Từ cuối năm 2019 tới đầu năm 2022, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã càn quét khắp toàn cầu, lan tới 224 quốc gia. Số người nhiễm đã hơn 444 triệu người, số người chết đã hơn 6 triệu. Lúc này mọi người mới giật mình, lẽ nào kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng trong truyền thuyết đã tới? Chớp mắt tới cuối năm 2021, khi dịch bệnh toàn cầu đã được kiểm soát, tình hình chính trị thế giới cũng dần ổn định, người ta cũng yên tâm vì hình bóng của kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ đại biểu cho chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Thì bất ngờ bước sang năm 2022, trận chiến Nga và Ukraine khiến cả thế giới kinh sợ. Đây là cuộc chiến sẽ khơi mào cho chiến tranh thế giới thứ 3. Lúc này, mọi người mới sợ hãi nhận ra rằng hai trong số 4 kỵ sĩ đại biểu cho chiến tranh và dịch bệnh đã đến. Vậy, lý do nào
khiến kỵ sĩ cưỡi ngựa đen có thể sẽ xuất hiện trong năm 2023-2024. Cảng Odessa của Ukraine là cảng ven biển của Biển Đen. Nơi đây từng sầm uất và thịnh vượng. Các sản phẩm nông sản của Ukra được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác trên thế giới. Các thuyền vận chuyển lương thực khởi hành từ cảng này thông qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, tiến vào Địa Trung Hải, dỡ hàng ở Ai Cập. Hiện Ai Cập là nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Tàu vận chuyển hàng hóa từ Ai Cập qua kênh đảo Suez, tiến vào Biển Đỏ, rồi qua vịnh Aden và tiến vào hành trình Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ukraine là đất nước có đất đen màu mỡ, thích hợp sản xuất lúa mì, yến mạch, ngô, dầu hạt hướng dương và thông qua tuyến đường biển này để tới các châu lục trên thế giới. Năm 2014, Ukraine mất đi cảng Sevastopol của bán đảo Crimea. Cảng Odessa trở thành cảng lớn nhất của Ukraine. Bang Odessa, nơi có cảng Odessa có diện tích lớn nhất ở Ukraine và bang có nông nghiệp lớn thứ hai. Bang Kherson bên cạnh là bang có nông nghiệp lớn nhất của Ukraine. Khí hậu ở bờ biển đen ẩm ướt, quanh năm ôn hòa. Nhiệt độ quanh năm từ âm 4 độ tới 29 độ. Những điều này khiến phía nam Ukraine là vùng đất trù phú được thế giới ngưỡng mộ. Nhưng năm 2022, hòa bình và phồn vinh đã không còn nữa. Các cần cẩu container làm việc bận rộn trên bến tàu đang nhàn rỗi bởi ngọn lửa chiến tranh đã bùng lên ở đây. Tháng 3 năm 2022, quân đội Nga đã kiểm soát cảng Kherson, sau đó nhắm vào Odessa. Một khi Odessa thất thủ, con đường chính nối biển đen của Ukraine sẽ bị chấm dứt. Chuỗi cung ứng lương thực từ vùng đất chủ phú này tới các nước trên thế giới cũng bị bẻ gãy. Kỵ sĩ cưỡi ngựa đen, đại biểu cho nạn đói trong kinh thánh Khải Huyền, sẽ rất nhanh xuất hiện. Chúng ta đã nghe thấy âm thanh của tiếng vó ngựa đang lao rất nhanh từ xa tới. Trong tay kỵ sĩ cưỡi ngựa đen không chỉ có một vũ khí cắt đứt xuất khẩu lương thực của Ukraine, mà một tay còn lại của kỵ sĩ này đang nắm con dao sáng loáng nhắm mục tiêu là xuất khẩu lương thực của Nga. Vì Nga phải chịu chế tài toàn cầu, bị loại ra khỏi SWIFT, nên thương mại quốc tế của Nga sẽ khó có thể quyết toán ổn định. Ngoài trừ việc xuất khẩu sang Trung Quốc và một số ít các quốc gia, xuất khẩu lương thực của Nga tới các nơi trên thế giới cũng bị cắt đứt. Từ năm 2017 đến năm 2021, sản lượng lúa mì của hai nước Ukra và Nga lần lượt đứng thứ nhất và thứ năm trên toàn cầu. Tính tổng lại, cả hai quốc gia chiếm tới 14% sản lượng lúa mì toàn cầu. Lượng xuất khẩu lúa mì của hai nước cũng chiếm gần 30% thị trường thế giới. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trước khi Nga tấn công, xuất khẩu lúa mì của Ukra đang đạt ở mức kỷ lục, còn xuất khẩu lúa mì của Nga lại đang chậm lại. Không chỉ có lúa mì mà những lương thực chính như đậu tương, yến mạch, lúa mạch đều là những sản phẩm có tính cạnh tranh của Nga và Ukra. Dầu hướng dương mà chúng ta dùng cũng phần lớn được nhập khẩu từ hai nước này. Sản lượng dầu hướng dương của hai quốc gia chiếm 60% toàn cầu. Bắc Phi, Trung Đông có liên hệ chặt chẽ với tuyến vận tải Biển Đen, cộng với khí hậu hạn hán nên phụ thuộc nhiều nhất vào vựa lúa Ukra. Do sự thay đổi khí hậu, 2.000 năm trước, Bắc Phi, một vùng đất màu mỡ, ngày nay đã hoàn toàn khác hẳn, trở nên cằn cỗi, hạn hán. Thời đó, Ai Cập là vựa lúa của đế quốc La Mã, nay phải dựa vào lúa mì của vựa lúa Ukra ở châu Âu để cung cấp cho 85 triệu dân. Tiêu thụ lúa mì của Lebanon có trên một nửa là nhập khẩu từ Ukra, nghĩa là phụ thuộc tới 50%. Libya là 43%, Tunisia là 32%, Ai Cập hơn 15%. Đối với Bắc Phi và Trung Đông, những nơi luôn bất ổn về chính trị, việc vựa lúa của châu Âu đóng cửa có nghĩa là lương thực chắc chắn sẽ tăng cao, biến động xã hội sẽ rất nhanh. Còn có những nước khác phụ thuộc vào nguồn lương thực từ Ukra như Trung Quốc. 28% lúa mì Trung Quốc phải nhập khẩu từ Ukra, trong khi ngô là 19,7%. Tại Trung Quốc, ngô chủ yếu dùng cho thức ăn gia súc. Việc thiếu cung cấp ngô sẽ trực tiếp dẫn tới giá thịt tăng cao. Một nước lớn khác ở Đông Nam Á với dân số trên 100 triệu là Indonesia cũng có hơn 15% lúa mì phải phụ thuộc vào Ukra. Kỵ sĩ cưỡi ngựa đen với sức mạnh cả hai tay tấn công Ukra và Nga khiến vấn đề lương thực của toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề. Đây chẳng phải là hình bóng của kỵ sĩ đen đang đến gần sao? Thực ra, trong kinh thánh Khải Huyền, Thánh John đã nhìn thấy cảnh tượng như sau. Một con ngựa đen, cưỡi trên nó là một người trong tay nắm đôi cân tiểu ly.
Ta nghe thấy một âm thanh trong bốn con dã thú nói: một đồng bạc mua một thang lúa mì, một đồng bạc mua ba thang lúa mạch, dầu và rượu không được lãng phí. Câu nói này có ý nghĩa gì? Để hiểu được nó, cần trở lại quá khứ về nguồn gốc của Kinh Thánh Khải Huyền. Đó là vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên tại đảo Patmos của Hy Lạp. Hy Lạp vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, ở thời kỳ thống trị của đế quốc La Mã. Thời đó, người La Mã cần thực phẩm bằng ống đong đo làm bằng đồng, còn cân tiểu ly được dùng để cân đong các vật phẩm quý giá như vàng, bạc. Quay trở lại hình ảnh kỵ sĩ cưỡi ngựa đen trong tay nắm cân tiểu ly nhưng lại để cân lương thực, có nghĩa là giá lương thực cực kỳ đắt đỏ. Hy Lạp thời đó, lúa mì là lương thực chủ yếu của người giàu và tầng lớp trung lưu, còn lúa mạch là thức ăn chủ yếu của người nghèo và gia súc. Lượng ăn của một người bình thường mỗi ngày là một thang lúa mì. Tiền lương một ngày bình quân là một đồng bạc. Theo vật giá bấy giờ, một đồng bạc có thể mua được 12 thang lúa mì, 36 thang lúa mạch. Nhưng sau khi kỵ sĩ cưỡi ngựa đen tới, một đồng bạc chỉ có thể mua được một thang lúa mì, ba thang lúa mạch. Có thể thấy, giá đã tăng lên gấp 12 lần. Điều này có nghĩa là giá lương thực tăng vọt, nạn đói sẽ đến. Vì vậy mới nói, kỵ sĩ cưỡi ngựa đen đại diện cho nạn đói. Vậy năm 2023, hiện nay giá lương thực ra sao? Nga, Uka vừa khai chiến một tuần, giá lúa mì toàn cầu tăng vọt. Dù không tăng khủng khiếp tới 12 lần, nhưng nó đã lập kỷ lục cao nhất trong 60 năm qua. Tại Hội đồng Thương mại Chicago, giá lúa mì đã tăng 43%. Hội đồng Thương mại Chicago là sở giao dịch hợp đồng tương lai và quyền lựa chọn lớn nhất toàn cầu. Tiếng vó ngựa của kỵ sĩ cưỡi ngựa đen ngày càng nghe rõ, dự báo nạn đói sẽ tới rất nhanh. Tiếp theo đó sẽ là sự xuất hiện của kỵ sĩ cưỡi ngựa xám, khiến người ta càng thêm sợ hãi. Đây là kỵ sĩ duy nhất có tên và không có vũ khí, vì bản thân kỵ sĩ này chính là vũ khí. Cả kỵ sĩ và con ngựa anh ta cưỡi đều tái nhợt, không có sức sống. Kỵ sĩ này có khả năng dập tắt mọi sự sống bằng mọi cách tự nhiên, bởi vì tên của anh ta là Chết Chóc. Những thảm họa và thiên tai triền miên gần đây chính là minh chứng cho sự xuất hiện của kỵ sĩ đáng sợ nhất, kỵ sĩ cưỡi ngựa xám. Tuy nhiên, cũng có thông tin xoa dịu sợ hãi của mọi người. Vì mặc dù chiến tranh khiến hai vựa lúa lớn của Uka và Nga đóng cửa, nhưng may mắn là trên thế giới không chỉ có hai vựa lúa này. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, vào tháng 3 năm 2022, dù năm 2021, Uka có lượng xuất khẩu lúa mì đứng đầu, nhưng lượng xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ cũng tăng lên nhanh chóng. Ngoài ra, còn có các nước như Mỹ, Canada, Úc là những vựa lúa lâu đời nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng chính phủ Mỹ đưa ra thông tin để người dân thế giới không hoảng loạn trước tình thế biến động. Nhận thức chung cơ bản về nông nghiệp là nó có tính theo mùa, không giống như công xưởng, có thể bổ sung đơn đặt hàng bất cứ lúc nào. Làm thêm ca, có thể sản xuất ra kịp sản phẩm. Một khi sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, các vựa lúa khác muốn bổ sung nguồn cung thiếu thì nhanh nhất phải mùa thu hoạch sau, hoặc một năm sau. Vậy nên, giá lương thực tăng ở mức nhất định là điều khó tránh khỏi. Kinh Thánh Khải Huyền là tiên tri cách nay 2.000 năm. Bốn kỵ sĩ thiên khải xuất hiện cũng không phải là mốc thời gian, mà là một giai đoạn. Họ đến trước, đến sau, kéo dài có thể là 10 năm, 20 năm, không ai biết được. Nhiều tiên tri cổ của nhiều dân tộc đều đề cập tới việc nếu như sự việc nào đó xảy ra, thì cuối cùng có thể tránh được ngày tận thế. Chúng ta hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, kỵ sĩ cưỡi ngựa đen hãy tới chậm thôi. Vậy, lối thoát của nhân loại nằm ở đâu? Có câu, ông trời có đức hiếu sinh, trong nguy nan thì vẫn võng khai nhất diện, luôn có con đường lui cho đại nạn. Nếu dịch bệnh thiên tai hôm nay là an bài, thì thần vẫn luôn chừa một lối thoát. Lối thoát ấy là gì? Ắt cần phải ngộ trong Khải Huyền. Tiết 4 và tiết 11 có thể cho chúng ta đôi lời khải thị. Chúng được lệnh không được làm hại cỏ xanh, các loại thực vật hay cây cối trên đất, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa trên trán. Trong Khải Huyền có hai cặp đối lập, người mang dấu ấn con thú và người mang dấu ấn của thần. Những người mang dấu ấn của thần là gì? Cũng cần phải nhắc lại rằng, Khải Huyền là cuốn sách tiên tri thêm về nhiều dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ và về các vua chúa. Vậy nên, không ám chỉ riêng Thiên Chúa của phương Tây, cũng không giới hạn nội hàm trong Cơ Đốc giáo. Dịch bệnh không giết người vô cớ, virus không có mắt nhưng lại biết chọn người. Dù bạn là ai hay thuộc tôn giáo nào, miễn là bạn có tấm lòng nhân hậu, luôn sống tử tế
ắt sẽ hạnh phúc và an yên. Chiến tranh, xung đột, dịch bệnh, thiên tai thảm họa là những cụm từ mà chúng ta được nghe với tần suất ngày càng tăng. Rất nhiều dấu hiệu ngày càng rõ ràng cho một sự thay đổi lớn. Có phải nhân loại chúng ta sẽ sớm bước vào một kỷ nguyên của sự sụp đổ hay không? Theo các nhà tiên tri, thì năm 2026 sẽ là một bước ngoặt lớn đối với nhân loại. Nó sẽ bắt đầu ở Trung Quốc và lan ra toàn thế giới. Vậy đại nạn đó là gì? Tại sao chúng ta lại phải tin vào những lời tiên tri ấy? Vào 18 giờ chiều thứ Sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2023, vẫn như thường lệ, người dân đang tản bộ trên phố. Đột nhiên họ bắt đầu hoảng hốt và chạy toán loạn. Sau đó, khói bụi dày đặc bay tới, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một nhóm người vừa chạy vào ngõ lại hoảng sợ chạy ra. Chỉ một lát sau đó, khói bụi đã phủ đầy bầu trời. Lúc này, trên màn hình camera giám sát ở đường phố đã không thể nhìn thấy ai nữa. Đó là cảnh tượng kinh hoàng của trận động đất ở Maroc vừa qua. Maroc nằm ở góc Tây Bắc châu Phi, chỉ cách Tây Ban Nha bằng eo biển Gibraltar nhỏ hẹp. Tâm chấn của trận động đất này ở tỉnh Hầu của Maroc với cường độ 6,8 độ Richter. Frank Huckabee, nhà nghiên cứu từng dự báo loạt trận động đất siêu lớn xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tháng 2, lại một lần nữa đoán đúng trận động đất tại Maroc. Ông đã sử dụng thuật chiêm tinh cổ xưa để dự đoán động đất. Trong video dự đoán ngày 3 tháng 9, Frank chỉ vào vòng tròn màu tím trên bản đồ, có bao gồm một phần của Maroc và một phần của Bồ Đào Nha. Ông đã nói khá chắc chắn rằng khu vực ở bên trong vòng tròn màu tím từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 sẽ xảy ra một trận động đất lớn, và đặc biệt cẩn thận vào ngày 7 và 8. Vị trí của tỉnh Hầu nằm trong vòng tròn này. Ông Frank Huckabee đã dự đoán chính xác 3 trận động đất liên tiếp trong năm nay. Vì vậy, có thể nói, trong giới tiên tri, ít nhất là về mặt dự đoán thảm họa, ông được xem như người đi đầu. Ngoài ra, còn có một số những dự đoán chính xác trận động đất tại Maroc. Đó chính là thần đồng Ấn Độ Annan. Trên thực tế, cậu không còn được gọi là thần đồng nữa, mà đã trở thành một thanh niên tài năng. Annan sử dụng thuật chiêm tinh vệ đà. Cậu đã vô cùng hối hận vì không thể dự đoán được trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 năm 2023, nên đã điều chỉnh lại đĩa chiêm tinh của mình. Vào tháng 3 năm nay, Annan đã được tiên tri về thảm họa toàn cầu. Cậu chỉ ra rõ ràng rằng, từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay, đặc biệt sau ngày 28 tháng 8, có thể xảy ra một trận động đất lớn. Nó sẽ gây ra thương vong khoảng 5.000 đến 10.000 người. Trận động đất ở Maroc tháng 9 vừa qua, về sau, cơ bản đã xác nhận dự đoán của Annan là đúng. Tuy nhiên, về thời gian, Annan lại không dự đoán chính xác bằng Frank. Nhưng dự đoán về thương vong của Annan chính xác hơn. Cho đến nay, con số thương vong do trận động đất gây ra vào khoảng 8.600 người. Tuy nhiên, theo thời gian, con số này đã tăng nhiều hơn. Thần đồng Ấn Độ và chuyên gia động đất người Hà Lan Frank đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Tất nhiên, không ai vui mừng khi thảm họa xảy ra, mà đều mong muốn mọi người có thể phòng bị và tránh được điểm hùng này. Đây cũng chính là mục đích của người đưa ra lời tiên tri. Những dự báo về các thảm họa sắp tới của Annan. Vậy, Annan đã có những dự báo gì về các thảm họa sắp tới? Trong lời tiên tri tháng 3, ngoài việc nói về trận động đất lớn, Annan cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay, có thể xuất hiện lũ lụt lớn trên khắp thế giới, thậm chí là hỏa hoạn lớn. Vậy thì dự đoán này về cơ bản là đúng. Từ ngày 9 tháng 7 năm 2023 trở đi, hầu như tất cả các vùng phía Bắc Ấn Độ đều có những trận mưa lớn, gây ra hàng loạt trận lũ quét và hiện tượng lở đất. Vào đầu tháng 8, cơn bão Doxori hình thành ở Tây Thái Bình Dương đã quét dọc phía Bắc từ Phúc Kiến đến Bắc Kinh, Trung Quốc, gây ra lượng mưa lớn nhất ở Bắc Kinh kể từ năm 2012. Do Trung Quốc thiếu cảnh báo về việc xả lũ đã khiến phố Trắc Châu thuộc tỉnh Hà Bắc gánh chịu tai họa nặng nề nhất, khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, 1/6 dân khổ vùng đô thị phải sơ tán. Đồng thời, Bắc Mỹ và Canada cũng phải trải qua một mùa hè chưa từng có. Năm 2023, cháy rừng Canada hoành hành,
khói dày đặc lấp đầy không khí. Hầu hết các tỉnh đều bận rộn kiểm soát cháy rừng và ngăn chặn sự lây lan của chúng. Bởi vì độ chính xác dự đoán vào tháng 3 của Annan tương đối cao, đã làm tăng sự tự tin của cậu lên rất nhiều. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, cậu lại một lần nữa công bố về tiên tri thảm họa. Cậu cho biết đã quan sát sao vào ban đêm và phát hiện sao hỏa đã tiến vào sử nữ. Thuộc tính của sử nữ là đất. Vì vậy, sau khi loay hoay với bàn chiêm tinh, cậu đi đến kết luận rằng cuối tháng 11 năm 2023, đặc biệt cần chú ý tới 3 ngày 28 đến 30 tháng 11. Trong khoảng thời gian này, trên thế giới có thể xảy ra thảm họa thiên nhiên quy mô lớn một lần nữa. Ngoài ra, Annan còn mạnh dạn dự đoán rằng đầu tháng 4 năm 2024, xa nhất đến tận tháng 5, cũng có thể có những rủi ro thiên tai tiềm ẩn với mức độ tương tự như trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 năm 2023. Annan không chỉ đưa ra dự báo thảm họa ngắn hạn, cậu cũng đưa ra dự đoán về tương lai của thế giới. Cậu nói theo chiêm tinh học Vệ Đà, vận mệnh của xã hội loài người có những thay đổi mang tính chu kỳ. 20 năm là một chu kỳ nhỏ, 20 chu kỳ nhỏ tạo thành một chu kỳ lớn dài 400 năm. Cứ mỗi chu kỳ như vậy, trên thế giới sẽ phát sinh những sự việc trọng đại. Từ đó, toàn nhân loại sẽ bước qua một bước ngoặt lớn. Điều quan trọng nhất là quan sát sao Mộc và sao Thổ, hai thiên thể lớn nhất trong hệ mặt trời. Cứ sau 20 năm, chúng sẽ tương hợp một lần. Tương hợp là chỉ hiện tượng mà các nhà chiêm tinh quan sát được từ trái đất, phát hiện sao Mộc và sao Thổ rất gần nhau, thậm chí gần đến mức mà chúng hoàn toàn trùng khớp. Cứ mỗi 400 năm, sao Thổ và sao Mộc sẽ ở gần nhau nhất. Sự kiện sẽ mang tới những biến động và thay đổi lớn cho xã hội loài người. Thế giới hiện tại đang ở trong những thay đổi lớn lao này. Annan đưa ra một số ví dụ để giải thích sự tương hợp của sao Thổ và sao Mộc sẽ mang lại những thay đổi thế nào cho xã hội loài người. Annan giải thích các chu kỳ 400 năm trong lịch sử. Hơn 820 năm trước, vào những năm 1200, sao Thổ và sao Mộc đã từng gặp nhau và lịch sử loài người đã phải đối mặt với sự thay đổi to lớn trên toàn cầu. Sau khi thành Cát Tư Hãn thống nhất các bộ tộc Mông Cổ, thành lập đế quốc Mông Cổ vào năm 1206, trong vòng 50 năm sau đó, đế quốc Mông Cổ từ thảo nguyên Mạc Bắc mở rộng lãnh thổ khắp nơi. Vó ngựa của thành Cát Tư Hãn gần như san phẳng bất kỳ quốc gia văn minh nào mà họ gặp, dù đó là Trung Quốc cổ đại, Afghanistan, Ba Tư, đế quốc Ả Rập ở Trung Đông hay các quốc gia ở xung quanh biển Caspian đều phải đầu hàng. Hơn 40 quốc gia sáng nhập vào lãnh thổ của đế quốc Mông Cổ. Dù quân Mông Cổ không vượt qua được khúc sông Danube, nhưng loại virus mà họ mang từ thảo nguyên Trung Á đã vượt qua sông Danube, sông Rin và càn quét khắp châu Âu. Cái chết đen khiến dân số châu Âu giảm 1/3 tới một nửa. Ngoài nền văn minh châu Mỹ, châu Đại Dương và các bộ lạc nguyên thủy ở châu Phi, những nền văn minh khác được biết đến là con người của cách đây 800 năm. Nếu không run sợ dưới móng sắt của quân Mông Cổ, thì cũng run sợ trước cuộc chiến tranh sinh hóa của họ. Mặc dù vậy, nhưng đế quốc Mông Cổ không tồn tại được lâu. Sau khi Oa Khoát Đài Đại Hãn qua đời, sự tồn tại của nó cũng chấm dứt. Thời kỳ thịnh vượng của tứ đại Mông Cổ Hãn Quốc chỉ kéo dài khoảng một thế kỷ, nhưng tác động của nó đối với thế giới còn sâu sắc hơn nhiều. Nó được coi là bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại. Nhiều con cháu của gia tộc Hoàng Kim đã xưng vương khắp châu Á. Gia tộc Hoàng Kim thậm chí làm chủ Ấn Độ vào cuối thế kỷ 16, thành lập đế quốc Mughal, kiểm soát phần lớn tiểu lục địa Ấn Độ. Hơn nữa, thời gian cai trị Ấn Độ kéo dài đến giữa thế kỷ 19. Annan còn sử dụng sự kiện trỗi dậy của đế quốc Mông Cổ để giải thích về sự gặp gỡ của sao Thổ và sao Mộc vào 1200 năm trước đã mang lại những thay đổi cho thế giới. Vậy trong lần tương hợp tiếp theo thì sao? Tức là vào 1600 năm sau. Khi đó, thế giới đã trải qua những gì? Năm 1600, công ty Đông Ấn Anh được thành lập và đã tạo một điểm kết nối giao thương đầu tiên giữa châu Âu và châu Á ở Ấn Độ. Cũng vào đầu những năm 1600, người Anh và người Pháp thành lập các khu vực định cư ở Bắc Mỹ, bắt đầu việc thuộc địa hóa Bắc Mỹ. Giống như đế quốc Mông Cổ, đế quốc Anh cũng không tiếc công sức mở rộng toàn cầu. 150 năm sau khi vào Ấn Độ, họ đã biến hoàng đế Mughal trở thành một con rối. Năm 1876, nữ hoàng Victoria lên ngôi. Đây là lần đầu tiên một quốc vương của Anh được phong tước hiệu hoàng đế. Sau đó,
Vương quốc Anh chính thức được gọi với cái tên Đế quốc Anh. Đế quốc Mông Cổ thống trị thế giới dựa vào sức mạnh quân sự, còn Đế quốc Anh dựa vào sức mạnh của tàu thuyền và pháo binh do cuộc cách mạng công nghiệp mang lại. Đó là đế chế rộng lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Năm 1913, trong thời kỳ đỉnh cao, Đế quốc Anh thống trị 1/4 dân số thế giới. Lãnh thổ bao trùm tất cả các múi giờ, chiếm 1/4 diện tích đất. Khi mặt trời lặn ở một nơi, nó lại mọc lên ở một nơi khác. Đó là một đế quốc được coi là mặt trời không bao giờ lặn. Người Mông Cổ có một đặc điểm là mạnh về quân sự, yếu về văn hóa. Các bộ phận của Hãn quốc Mông Cổ ở Trung và Tây Á đã bị Islam hóa, và các bộ phận của triều đại Đông Phương Đại Nguyên chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nền văn minh Trung Nguyên. Đế quốc Anh có sức mạnh quân sự, văn hóa lại càng mạnh mẽ hơn. Khi cuộc chinh phục quân sự thuộc địa lan rộng, công nghệ, tôn giáo, ngôn ngữ, hệ thống xã hội của nó bước ra thế giới, ảnh hưởng của đế quốc Anh đối với nền văn minh nhân loại còn vượt xa đế quốc Mông Cổ. Vận mệnh dân tộc cũng hưng thịnh và bền vững hơn. Nước Mỹ ngày nay có chế độ và văn hóa chủ yếu được kế thừa từ Vương quốc Anh. Điểm khác biệt chỉ là có vua và không có vua. Nhưng Anna nói rằng tình trạng này giờ đây sắp thay đổi. Bởi vì năm 2020, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến sự tương hợp của sao thổ và sao mộc. Vậy, Anan giải thích chu kỳ 400 năm mới như thế nào? Theo Anan, thì từ năm 2000, một chu kỳ 400 năm mới sẽ bắt đầu. Thế nhưng, sự kiện mang tính bước ngoặt này xuất hiện 20 năm sau thời điểm bắt đầu của chu kỳ, đó chính là đại dịch Covid. Covid-19 mang đến sự cô lập toàn cầu chưa từng có. Anan dự đoán, điều này đánh dấu sự khởi đầu của loài người bước vào ngưỡng cửa của chu kỳ 400 năm. 400 năm này là thời kỳ gần như hoàng kim, nhưng nhân loại phải trải qua một quá trình thống khổ, sau đó mới có thể chuyển sang thời kỳ thịnh vượng hơn. Tiếp theo, Anan bắt đầu dự đoán về chu kỳ nhỏ 20 năm này, tức là năm 2020 cho đến năm 2040. Cậu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, sau đợt bùng phát Covid năm 2020, thế giới đã khởi động lại 20 năm tới, và chúng sẽ không bao giờ yên bình. Thế giới sẽ đầy hỗn loạn. Cậu khẳng định rằng, trong 20 năm tới, một số nước châu Phi, Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á sẽ dần dần thoát khỏi địa vị thế giới thứ ba, trở thành một cường quốc mới nổi. Bối cảnh chính trị toàn cầu sẽ được cải tổ. Nhiều cường quốc xưa sẽ không còn giữ được vị thế thống trị nữa. Nhưng Anan nhấn mạnh rằng, trong quá trình thay đổi giữa cái cũ và cái mới này, việc đổ máu và chiến tranh dường như là không thể tránh khỏi. Hiện nay, Ấn Độ được xem như là một nền kinh tế mới nổi đầy hứa hẹn. Nhưng Anan cho rằng, ngay cả khi Ấn Độ có thể trỗi dậy, cũng sẽ phải trải qua những thay đổi đau đớn. Hệ thống chính trị và pháp luật hiện hành rất có thể xảy ra những xung đột chưa từng có. Nếu các bạn đã xem video về tầng lớp tiện dân của chúng tôi, sẽ hiểu xã hội Ấn Độ phân hóa kinh khủng đến mức nào. Liệu những lời tiên đoán này có thành hiện thực? Chúng ta sẽ được kiểm chứng trong vài năm tới. Trong những lời tiên tri của Anan, không đề cập cụ thể đến cường quốc thế giới hiện nay, đó là Trung Quốc. Vậy trong 20 năm tới, vận mệnh quốc gia của Trung Quốc sẽ trải qua những biến đổi như thế nào? Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về lời tiên tri cổ xưa của Trung Quốc, Xích Mã Hồng Dương Kiếp đến gần. Trung Quốc cổ đại sử dụng lịch can chi, mỗi năm là thêm một thiên can, cộng thêm một địa chi. Ví dụ như năm Giáp Tý, Giáp là thiên can, Tý là địa chi. 12 địa chi lại tương ứng với 12 loại động vật. Một điều đặc biệt là ở Việt Nam, Mão tương ứng với mèo. Tuy nhiên, thiên can địa chi theo truyền thống của Trung Quốc, Mão lại tương ứng với thỏ. Thiên can tương ứng với ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Và năm màu, trắng, xanh, đen, đỏ và vàng. Vì vậy, năm Xích Mã, tức là con ngựa đỏ, là ám chỉ năm Bính Ngọ. Còn năm Hồng Dương, con dê đỏ, là chỉ năm Đinh Mùi. Bởi vì thiên can địa chi tuần hoàn quay vòng 60 năm một lần, nên hai năm này cứ 60 năm mới xuất hiện một lần. Trước chu kỳ nhỏ đang tới, chúng ta có thể suy ra rằng năm Xích Mã chính là năm 2026, năm Hồng Dương là năm 2027. Vậy thuật ngữ Xích Mã Hồng Dương Kiếp có ý nghĩa là gì? Nó có nguồn gốc từ cuốn Bính Đinh Quy Giám, được biên soạn bởi viên quan Sài Vọng của triều đại Nam Tống. Bản thân Sài Vọng không phải là bậc thầy phong thủy,
ông không biết chiêm tinh và cũng không có thần thông. Ông đã sử dụng phương pháp tổng kết quy nạp và đã đi đến kết luận về Sích Mã Hồng Dương Kiếp. Nói cách khác, Vương Triều Trung Quốc khi gặp vài năm Sích Mã Hồng Dương thì có khả năng cao sẽ xảy ra một thảm họa lớn. Nghiên cứu của Sài Vọng xuất phát từ mục đích tốt đẹp, quan tâm đến đất nước và người dân. Và cuối thời Nam Tống, khi ông sinh sống, đế quốc Mông Cổ đang ở thời kỳ đỉnh cao. Hoàng đế Nam Tống vô cùng lo lắng, các văn võ bá quan cũng bi quan trầm tư. Lúc này, Sài Vọng nghĩ tới thiên ý, xem liệu có thể tìm ra quy luật từ các sự kiện lịch sử không. Vì vậy, ông đã nỗ lực tìm tòi, viết ra cuốn sách Bình Đinh Quy Giám. Ông đã phát hiện ra chu kỳ lịch sử kiếp nạn Sích Mã Hồng Dương. Sài Vọng nhanh chóng báo cáo với hoàng đế. Không ngờ, sau khi đọc, hoàng đế vô cùng tức giận, cho rằng Sài Vọng nguyền rủa Đại Tống. Hoàng đế không nói không rằng đã tống giam Sài Vọng vào ngục. Sau vài ngày, cơn giận của hoàng đế cũng lắng xuống. Nghĩ tới việc Sài Vọng cũng có ý tốt, mong cầu phúc, tránh tai họa cho triều đại nhà Tống vĩ đại. Vậy là hoàng đế ra lệnh phóng thích Sài Vọng. Cuối cùng là Bính Đinh Quy Giám cũng không thể giúp gì được cho hoàng đế. Nam Tống vẫn rơi vào tay quân Mông Cổ. Sau đó, Sài Vọng lui về quy ẩn Điền Viên. Vậy, Sài Vọng đã khám phá ra chu kỳ lịch sử nào? Vào năm 255 trước Công Nguyên, năm Sích Mã Bính Ngọ Đông Chu diệt quốc, cửu đình rời đến nhà Tần và triều đại thay đổi. Những thay đổi Chu Tần là một sự kiện lớn trong lịch sử Trung Quốc. 60 năm sau, vào năm 195 trước Công Nguyên, lại là năm Sích Mã, Hán Cao Tổ Lưu Bang Bằng Hà, Hán Huệ Đế còn nhỏ, non nớt, Lữ Hậu lên nắm quyền. Hán Cao Tổ từng thiết lập quy tắc, không phải họ Lưu không thể lên làm vua. Thế nhưng, Lữ Hậu lại phong con cháu họ Lữ làm vua. Vương triều nhà Hán mới sinh ra đã phải đối mặt với khủng hoảng sinh tồn. Sau này, có nhiều hoàng đế đều chết vào năm Sích Mã Hồng Dương. Ví dụ như Hán Triều Đế, Hán Hoàn Đế và sau này là Ngụy Vân Đế Tào Phi. Còn tới kiếp Hồng Dương Đình Mùi, người đời sau tính toán rằng cuộc bạo loạn Lưu Đày Chu Lệ Vương và cuối thời Tây Chu xảy ra vào năm đầu tiên Cộng Hòa, chính là năm Đình Mùi. Kéo dài đến thời cận đại, năm 1847 cũng là năm Đình Mùi. Năm đó, Nga đã chiếm đoạt phần lãnh thổ rộng lớn Tây Bắc Trung Quốc. Một cuộc bạo loạn quần chúng đã nổ ra ở Quảng Châu để phản đối Tô Giới. Bạo loạn còn xảy ra ở Hồ Nam và Quảng Tây. Phùng Vân Sơn, một trong những người sáng lập Thái Bình Thiên Quốc, bị bắt năm đó. Kiếp Sích Mã Hồng Dương gần đấy nhất ứng nghiệm là vào năm 1966, là năm xảy ra cách mạng văn hóa. Đó là năm Sích Mã Bính Ngọ. Cách mạng văn hóa là thảm họa văn hóa nghiêm trọng nhất trong 2000 năm qua của Trung Quốc. Nền văn minh bị tàn hủy nghiêm trọng. Có người tóm tắt rằng có 47 sự kiện lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra giữa Bính Ngọ và Đinh Mùi, có thể nói đã làm thay đổi vận mệnh đất nước. Nhưng chúng ta cũng phải chỉ ra rằng đây thực chất là phương pháp quy nạp không đầy đủ. Không phải mọi sự kiện lớn làm thay đổi vận mệnh của đất nước đều xảy ra vào năm Bính Ngọ và Đinh Mùi. Cũng không phải mọi năm Bính Ngọ và Đinh Mùi đều có những sự kiện lớn xảy ra làm thay đổi vận mệnh đất nước. Sài Vọng, người tổng kết quy nạp này, đã tận sức trung thành với Đại Tống. Dự đoán Bắc Tống bị diệt vong vào năm 1127, chính là năm Đinh Mùi. Nhưng trên thực tế, phải đến năm 1279, nhà Nam Tống mới diệt vong. Đó là năm Kỷ Mão, không phải năm Sích Mã, cũng không phải là Hồng Dương. Bởi vì Bính Ngọ và Đinh Mùi là hai năm liên tiếp nhau. Khi đó, xác suất những thay đổi lớn trên thế giới sẽ xảy ra trong vòng 2 năm này, giảm từ 1/60 xuống 1/30. Vì vậy, việc kiếp Sích Mã và Hồng Dương có thể trở thành một quy luật dự đoán đáng tin cậy hay không, chỉ có thể nói là vấn đề quan điểm. Năm Bính Ngọ và Đinh Mùi trong tương lai gần sẽ rơi vào năm 2026-2027. Với tình hình chính trị căng thẳng và thiên tai dịch bệnh xảy ra trên thế giới hiện tại, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để dự báo một kiếp nạn sẽ đến với Trung Quốc nói riêng và toàn nhân loại nói chung. Năm này cũng rơi vào thời kỳ chuyển tiếp mạnh mẽ khi sao thổ và sao mộc gặp nhau mà An Nan đã dự đoán. Vậy chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra? Giờ thì chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay xung đột giữa quân đội Israel với lực lượng Hamas luôn thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Nhiều người lo lắng rằng liệu đây có phải là ngòi nổ cho chiến tranh thế giới lần thứ ba? Một động thái khác của Nga
đã khiến những người quen thuộc về tiên tri trong kinh thánh vô cùng cảnh giác. Họ lo lắng về một dấu hiệu cho ngày tận thế được đề cập trong kinh thánh sẽ ứng nghiệm. Và một thứ còn kinh khủng hơn liên quan đến vấn đề này cũng đã được Newton dự đoán sẽ xảy ra vào năm 2060. Ngày 19 tháng 4, Tổng thống Putin đã đích thân viết thư cho Thủ tướng Israel Bennett, trong đó liên tục yêu cầu bàn giao một nhà thờ có lịch sử lâu đời cho Nga quản lý. Trong thư, ông Putin còn nhấn mạnh đây là chương trình nghị sự hàng đầu của mối quan hệ giữa hai nước. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Nga nhất định phải có được nhà thờ ở Israel? Ở Jerusalem, có một mảnh đất được gọi là khu phức hợp Alexander, còn được gọi là khu phức hợp Nga, được Sa Hoàng Alexander II mua vào năm 1859. Tòa nhà chính của khu phức hợp Alexander này là nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Năm 1883, trong cuộc khai quật khảo cổ học di tích Nga ở thành cổ Jerusalem, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra ngưỡng cửa của cổng phán xét, được cho là nơi Chúa Giê-xu đã đi qua trước khi đến đồi sọ Gôn-gô-tha, nơi Chúa bị đóng đinh. Trên đường đi, Chúa Giê-xu đã bước qua ngưỡng cửa này của cổng thành và nhà thờ Chúa Ba Ngôi được xây dựng trên địa điểm này. Vì vậy, vào thế kỷ 19, mỗi năm vào lễ Phục sinh, hàng nghìn người Nga sẽ hành hương, thậm chí có người còn đi bộ đến đây. Do vậy, Nga và Israel đã nhiều lần đàm phán về quyền sở hữu nhà thờ Chúa Ba Ngôi này. Hai nước đã đạt được những thỏa thuận rằng vào năm 2020, nhà thờ sẽ được giao cho Nga và Ủy viên đăng ký đất đai của Israel cũng sẽ đổi chủ sở hữu của khu phức hợp Alexander cho chính phủ Nga. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2022, Tòa án Jerusalem ra phán quyết mới hủy bỏ quyết định chuyển giao quyền sở hữu cho chính phủ Nga. Điều này khiến Nga rất khó chịu. Họ buộc tội Israel đã đốt lời hứa về vấn đề này. Ngoài ra, trước đó, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cũng cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Thậm chí, Israel đã bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc của Nga. Chuỗi sự kiện này đã khiến mối quan hệ giữa Nga và Israel trở nên rất căng thẳng. Để tìm hiểu cội nguồn căng thẳng của mối quan hệ Nga-Israel, chúng ta phải bắt đầu với lời tiên tri về ngày tận thế trong Kinh Thánh. Có rất nhiều lời tiên tri được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng được quan tâm hơn cả là lời tiên tri về ngày tận thế. Nói đến ngày tận thế, nhiều người sẽ cảm thấy hoảng sợ, nghĩ rằng đây là một cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt, vạn vật đều bị hủy diệt. Từ đó, trái đất trở nên hoang tàn. Tuy nhiên, ngày tận thế thực sự được mô tả trong nhiều nền văn hóa cổ đại và các tôn giáo lớn, không phải là ngày tận thế của nhân loại, mà giống như một cuộc đại thành lọc và đại canh tân. Ví dụ, trong Kinh Thánh cho rằng, sau ngày tận thế, trái đất của chúng ta sẽ bước vào một thế giới mới dưới sự lãnh đạo của đấng cứu thế Messia. Vậy ngày tận thế sẽ xảy ra khi nào? Và khi nào thì đấng Messia sẽ đến? Kinh Thánh không cho biết ngày giờ cụ thể, nhưng nó để lại nhiều dấu hiệu bí ẩn. Sự phục quốc của Israel là một trong những dấu hiệu quan trọng. Vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, Thủ tướng Israel lúc bấy giờ là David Ben-Gurion đã tuyên bố rằng dựa trên các quyền của quốc gia và lịch sử, cũng như nghị quyết của Liên Hợp Quốc, nhà nước Do Thái sẽ chính thức được thành lập và tên gọi là Israel. Đối với nhiều người, bao gồm cả các nhà sử học của dân tộc Do Thái, sự phục hồi của Israel là một phép lạ. Tại sao lại nói như vậy? Theo thống kê của các nhà dân tộc học Mỹ, dù là dân tộc nào, một khi quốc gia bị diệt vong 500 năm, thì nhất định sẽ bị các dân tộc khác đồng hóa. Và chỉ có người Do Thái là không như vậy. Sau hơn 2.000 năm lưu lạc khắp nơi, họ trở về quê hương và tái lập đất nước. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tất cả những trải nghiệm của người Do Thái đã được tiên đoán từ lâu trong Kinh Thánh. Những gì đã xảy ra trong hơn 2.000 năm đó không gì khác ngoài việc thực hiện lời của Chúa. Vậy tại sao Israel bị diệt vong? Và tại sao Chúa cho họ phục quốc? Vào hơn 1.000 năm trước Công Nguyên, người Do Thái đã thành lập vương quốc Israel. Đến năm 931 trước Công Nguyên, đất nước này bị chia cắt thành hai quốc gia. Miền Bắc vẫn được gọi là Israel, còn miền Nam đổi thành Judah. Hai quốc gia phía Bắc và phía Nam này sau đó lần lượt bị tiêu diệt bởi đế quốc Assyria và vương quốc Babylon.
và sau đó bị cai trị bởi đế chế La Mã cổ đại. Vào thời này, người Do Thái tuy chưa có quốc gia riêng, nhưng họ vẫn sinh sống trên mảnh đất do tổ tiên để lại. Bởi vì đạo đức của người Do Thái thời đó đã bị bằng hoại và hành động của họ vi phạm các chuẩn mực mà Thiên Chúa quy định cho con người, nên Chúa Giê-xu đã giáng sinh để giáo dục người Do Thái. Tuy nhiên, người Do Thái không những phớt lờ lời khuyên răn của Chúa Giê-xu, trái lại, sau khi Chúa Giê-xu chỉ ra tội lỗi của họ, họ trở nên xấu hổ đến mức đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập tự giá. Thực ra, Phi-la-tô, quan tổng trấn của đế quốc La Mã ở miền Giu-đa lúc bấy giờ, có ý định trả tự do cho Chúa Giê-xu, nên ông nói với người Do Thái rằng ông không tìm thấy Chúa Giê-xu có gì sai trái và muốn trả tự do cho Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, người Do Thái không đồng ý và yêu cầu Phi-la-tô đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Trước sức ép của các trưởng lão Do Thái, Phi-la-tô buộc phải đồng ý. Hắn đã rửa tay nhiều lần bằng nước, muốn tỏ ra mình vô tội trong chuyện này. Hắn nói, người chính nghĩa này đổ máu, tội không phải của tôi, các ngươi chịu đi. Vì vậy, người Do Thái nói, máu của ông ấy sẽ quy về chúng tôi và con cháu chúng tôi chịu. Tuy nhiên, tội bức hại Chúa không phải là cảm thấy không sao sẽ không sao, cũng không phải là do thi hành ý muốn của người khác mà không liên quan đến mình. Phục tùng cái ác vì ích kỷ và hèn nhát là tiếp tay cho tà ác. Sử sách kể rằng, sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, con trai duy nhất của Phi-la-tô là Pi-rô, người đã được Chúa Giê-xu chữa khỏi và cứu sống, đã ngã xuống đất và chết. Chính Phi-la-tô sau đó đã bị người khác vu cáo hãm hại và bị quốc vương La Mã xử tử. Và những người Do Thái, những người nhất quyết buộc phải đặt Chúa Giê-xu vào chỗ chết, đồng ý để cho các thế hệ tương lai gánh chịu hậu quả. Vì vậy, vào năm 70, quân đội La Mã với 100.000 binh lính đã bao vây Jerusalem và tàn sát hơn 1 triệu người Do Thái. Người Do Thái không còn nơi sống, họ bỏ chạy và phiêu dạt ra nước ngoài. Đúng như lời tiên tri đã nói, các ngươi sẽ bị ném đi ném lại giữa các quốc gia trên thế giới. Và nỗi thống khổ đau đớn nhất của người Do Thái là tội diệt chủng do Hitler gây ra trong Thế chiến thứ hai. Chỉ trong vài năm, hơn 6 triệu người Do Thái đã bị giết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhân từ cũng cho người Do Thái một con đường ăn năn hối cải, hứa sẽ cho họ phục quốc. Trong sách Ezechiên, được hoàn thành vào năm 580 trước Công nguyên, Đức Chúa Trời phán rằng: "Ta sẽ thu lại dân Israel từ các nước, ta sẽ thu thập họ từ mọi phía, đưa họ trở về xứ sở của mình. Ta sẽ làm cho họ ở đó trở thành một quốc gia trên núi Israel." Và lời tiên tri này đã được ứng nghiệm trước con mắt chú ý của toàn thế giới. Thực tế, khi Israel mới phục quốc, những người Ả Rập từng chiếm đóng nơi này rất không hài lòng. Họ liên tục gây sức ép, thậm chí là dùng vũ lực để đe dọa sự tồn tại của Israel. Từ thời điểm đó, không ít cuộc chiến lớn nhỏ đã nổ ra. Hàng triệu người dân vô tội đã phải nằm xuống. Sự xung đột kéo dài gần một thế kỷ vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, kết quả cuộc chiến là các quốc gia Ả Rập hùng mạnh đã bị đánh tan tác. Các cuộc chiến tranh Trung Đông sau đó cũng kết thúc với sự thất bại của các nước Ả Rập và chiến thắng thuộc về Israel. Hơn nữa, lãnh thổ của Israel tiếp tục được mở rộng và dân số của nó tăng lên không ngờ. Dường như ý muốn của Chúa không thể nào là cưỡng lại được. Và cũng trong sách Ezechiên, Đức Chúa Trời đã để lại một điều mặc khải cho nhà tiên tri Ezechiên rằng sẽ có một cuộc chiến gây chấn động thế giới. Một quốc gia được gọi là Gog đã dẫn đầu một lực lượng đa quốc gia từ cực bắc tấn công Israel. Và Chúa sẽ trừng phạt Gog bằng bệnh dịch và đổ máu. Sau đó là mưa xối xả, mưa đá, lửa và diêm sinh sẽ giáng xuống Gog và quân đội của họ, để cả thế giới nhìn thấy sự tồn tại thực sự của Chúa. Israel chúng ta đã biết, vậy Gog là ai? Nhiều người giải thích lời tiên tri trong Kinh Thánh tin rằng Gog có thể là người Nga. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì lời tiên tri cho rằng Gog là vua của Rhodes, Meshech và Tubal, từ các quốc gia vùng cực Bắc. Qua nghiên cứu địa lý và lịch sử, người ta tin rằng Rhodes, Meshech và Tubal có khả năng đại diện cho 3 thành phố ở các vùng khác nhau của Nga. Nhìn lại bản đồ thế giới, trong số các quốc gia nằm sát vùng cực Bắc, dường như chỉ có Nga là có sức mạnh
và tham vọng quân sự mạnh mẽ. Do đó, nhiều người cảm thấy rằng cuộc chiến cuối cùng này sẽ sớm diễn ra trong kỷ nguyên của chúng ta. Trong những năm qua, họ đã theo dõi chặt chẽ mối quan hệ giữa Nga và Israel. Chẳng trách bây giờ quan hệ hai nước căng thẳng, trong lòng ai cũng lo lắng. Tuy nhiên, những người tìm hiểu những lời tiên tri cổ đại và hiện đại biết rằng một trong những đặc điểm của lời tiên tri là để không phá cái mê của thế gian. Hầu hết các nhà tiên tri đều sử dụng phép ẩn dụ hoặc các ám ngữ và đôi khi không thể xác định được mãi đến khi sự việc thực sự xảy ra. Góc, rốt cuộc có phải là Nga hay không? Nếu mọi người có thể bình tĩnh và quan sát thế giới chúng ta đang sống, thì có thể thấy rằng ngoài sự phục quốc của Israel và cuộc xâm lược của Gog, những dấu hiệu khác của thời kỳ mạt thế được đề cập trong Kinh Thánh cũng đang lần lượt xuất hiện. Động đất, dị tượng trên bầu trời và trên biển, dịch bệnh và chiến tranh đã xảy ra tương đối dày đặc trong vài năm qua. Một trong những dấu hiệu cho thấy nạn đói thế giới đang đến do chiến tranh Nga và Ukraine và xung đột ở Trung Đông bùng nổ cũng đã củng cố thêm cho những giả thuyết đó. Nhưng điều này không có nghĩa là nhân loại đang chờ bị diệt vong. Như chúng tôi đã đề cập trong một số bài viết trước, nguy hiểm và hy vọng luôn cùng tồn tại. Những lời tiên tri được truyền lại bởi các nền văn hóa khác nhau đã đề cập rằng những thảm họa khác nhau trong thời mạt thế là lời cảnh báo của Thượng Đế cho thế giới để loại bỏ những kẻ ác. Và vào thời điểm nguy hiểm nhất cho nhân loại, Thượng Đế sẽ trở lại để cứu rỗi những người tốt. Kinh Thánh đề cập rằng Đấng Messia sẽ giáng lâm trước ngày tận thế. Một trong những lời tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử là Thiêu Bính Ca của Lưu Bá Ôn thời nhà Minh. Trong đó đề cập rằng sau một thảm họa lớn sẽ có những vị thánh cứu nhân thế. Trong Thôi Bối Đồ của Lý Thuận Phong và Viên Thiên Cang cũng nói rằng không vương không đế định càn khôn. Tất cả những lời tiên tri lớn Đông Tây Kim Cổ đều chỉ ra rằng một nhân vật vĩ đại như vậy sẽ xuất hiện. Điều này không còn có thể giải thích được bằng những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy đấng cứu thế mang theo hy vọng cho nhân loại này là ai? Làm thế nào để tìm thấy ngài? Nhà vật lý học vĩ đại Newton cho rằng đấng cứu thế sẽ xuất hiện vào năm 2060. Newton không chỉ là nhà khoa học, ông còn là một nhà thần học phi phàm. Các nhà nghiên cứu mật mã Kinh Thánh đã bị sốc khi sắp xếp lại những tài liệu còn lưu lại của ông. Đối với Isaac Newton, nhiều người còn nhớ câu nói nổi tiếng của ông: nếu tôi có thể nhìn xa hơn, đó là vì tôi đứng trên vai những người khổng lồ. Ông bị ám ảnh với việc nghiên cứu Kinh Thánh trong những năm cuối đời và viết một số lượng lớn bản thảo. Một nhà thiên văn học người Áo đã phân loại các tài liệu của Newton và phát hiện ra rằng ông đã tiên đoán rằng trái đất sẽ thiết lập lại vào năm 2060 và vương quốc của Chúa sẽ lại ngự trị trên trái đất. Trong những năm cuối đời, Newton không ngừng sử dụng các phương pháp khoa học nghiêm ngặt để nghiên cứu lời tiên tri của Kinh Thánh và cống hiến hết mình để khám phá mật mã của Kinh Thánh. Khi các nhà nghiên cứu phân loại các tài liệu quý giá do Newton để lại trong suốt cuộc đời của ông, họ phát hiện ra rằng các công trình toán học đã xuất bản của ông chỉ chiếm 16% trong tổng số công trình, trong khi 80% còn lại là các công trình liên quan đến thần học, gồm hơn 1,4 triệu tác phẩm. Mọi người vô cùng kinh ngạc vì thời gian nghiên cứu Kinh Thánh của ông còn nhiều hơn rất nhiều thời gian ông nghiên cứu khoa học. Tờ New York Post đưa tin, nhà thiên văn học người Áo Florian Freistetter, người đã nghiên cứu về cuộc đời của Newton cho biết trong một cuộc phỏng vấn, ông ấy tin rằng Chúa đã có mặt khắp nơi, không chỉ ở dạng tinh thần mà còn tồn tại ở dạng vật chất. Isaac Newton là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử thế giới. Ông có những đóng góp to lớn, là người đặt nền móng cho vật lý cận đại với những công trình đồ sộ, mà điển hình là định luật về trọng lực. Mọi người thường phân định rạch ròi giữa khoa học và tôn giáo, nhưng đối với Newton thì không như vậy. Theo ông, tôn giáo, đức tin cũng là một loại khoa học và tất cả đều thuộc chung một thế giới. Một hệ thống hoàn hảo bao gồm mặt trời, hành tinh và sao chổi đều do bàn tay của Chúa Trời tạo ra, Newton nói. Khi cuốn Các Nguyên Lý Toán Học của Triết Tự được ra đời, nhà khoa học vĩ đại Newton đã viết ra dòng chữ này, qua đó cho thấy cái nhìn tinh tế sắc sảo của ông với thế giới kỳ bí này. Bộ sách ra đời đã đưa nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới về khoa học. Newton đã rất kiên trì, tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp khoa học để nghiên cứu ngôn ngữ Hebrew cổ.
Lời tiên tri trong Kinh Thánh và sách lịch sử, ông dày công nghiên cứu để mở được mật mã trong Kinh Thánh. Ông tin rằng lịch sử và vận mệnh của nhân loại và cả thế giới này đều nằm trong Kinh Thánh bằng những hình ảnh cụ thể hoặc ẩn dụ. Trong Kinh Cựu Ước, sách Daniel có kết nối với sách Khải Huyền trong Tân Ước và cũng kết nối với vận mệnh của tương lai nhân loại. Sau 3 thế kỷ, các nhà khoa học đến từ Mỹ và Israel bằng cách tìm kiếm tốc độ cao trên máy tính cuối cùng đã giải mã được Kinh Thánh. Mật mã Kinh Thánh đã được giải đáp. Nó không chỉ bao gồm các sự kiện lớn đã xảy ra trong lịch sử nhân loại như Thế chiến thứ hai, mà còn dự báo trước các sự kiện sẽ xảy ra như vụ va chạm của các sao chổi, như Jack Rabin bị ám sát, v.v. Ngoài ra, bên cạnh từ Newton, và đây là một nhóm từ mang hàm nghĩa tổ hợp, chính là Newton, mật mã Kinh Thánh. Có vẻ như người sẽ giải quyết những bí ẩn trong Kinh Thánh đã được sắp xếp từ lâu. Năm 2003, tại Bảo tàng Quốc gia Do Thái ở Jerusalem, người ta đã phát hiện ra rằng những bản thảo bị mất trước đó của Newton. Trên tờ giấy dày đặc chữ viết, Newton đã cố gắng sử dụng các công thức phức tạp để giải mã mật mã trong Kinh Thánh. Trong mật mã Kinh Thánh, Freidas từng nói rằng Newton đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các tài liệu tôn giáo, cố gắng tạo ra một niên đại các sự kiện trong quá khứ để có thể phân loại và sắp xếp chúng. Ông ấy tin rằng những gì sẽ xảy ra trong tương lai đã được Chúa định trước. Ngoài ra, các nhà thiên văn học cũng cho biết Newton đã viết một bản thảo dưới bí danh Johannes Santus Unus, dự đoán rằng thế giới sẽ được thiết lập lại vào năm 2060 và vương quốc của Chúa sẽ lại thịnh hành trên trái đất. Đối với Newton, năm 2060 sẽ là một khởi đầu mới, có thể đi kèm với chiến tranh và thảm họa, nhưng cuối cùng lại là khởi đầu của một thời đại thần thánh mới. Thiết lập lại thế giới có nghĩa là khôi phục và tổ chức lại trật tự xã hội. Giống như trong Kinh Thánh chương 21, sách Khải Huyền mô tả phần của sự phán xét lớn. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép và mọi kẻ nói dối thì phần dành cho chúng là hố lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt. Đó là cái chết thứ hai. Sau khi trải qua cuộc phán xét vĩ đại và nhiều thảm họa, những người tử tế có thể bước vào một kỷ nguyên lịch sử mới và được ban phước trong vương quốc của Chúa. Cuối cùng, bản thảo của Newton không chỉ nói rõ về dự đoán ngày tận thế có thể xảy ra vào thế kỷ 21 trong Kinh Thánh, mà còn dự báo rằng không lâu nữa sẽ có một vị thánh xuống trái đất, Ngài sẽ trở thành một thánh chúa mới. Trong chương 12 Matthew, Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ của mình rằng trong thời đại phục quốc của Israel con người, Chúa của các vị chúa sẽ đến từ phương Đông. Nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ Edgar Casey vào thế kỷ 19 đã có một lời tiên tri kinh ngạc hơn. Đất nước Kitô sẽ xuất hiện trở lại từ phương Đông. Newton, mật mã Kinh Thánh, cùng với tất cả các loại biểu hiện khải thị của thiên thượng, liệu có phải điều muốn nói với chúng ta rằng vị thánh mới cùng với trời đất mới, kỷ nguyên mới đều ở gần ngay trước mắt rồi sao? Còn về phần chúng ta thì chúng ta chỉ có thể chờ đợi, xem rằng tương lai nó sẽ diễn ra như thế nào.